Cô chào các em, video này chúng ta sẽ cùng học bài số 3 trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9. Unit 3, A trip to the countryside. Một chuyến đi về vùng quê, đúng không? Countryside, vùng quê. Phần thứ nhất, Getting started, khởi động. Work with a partner, look at the pictures, and take turns to talk about activities in the countryside. Các em sẽ làm việc với bạn của mình, nhìn vào những bức tranh và thay phiên nhau nói về những cái hoạt động ở vùng quê, những cái hoạt động ở vùng quê. Yes, let's look at the pictures. Nhìn vào những bức ảnh đó của em. Thì người ta có đánh số thứ tự ở đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Câu số 1 người ta làm cho các em. No, so sorry. Câu số 6, 6 người ta làm cho các em rồi. A man is plowing with his buffalo. Vậy là cô làm nhầm trên đây câu số 6. Chữ plow in mình sẽ làm giống như họ nha. Nhầm chữ plow. Plowing with his buffalo. Các em xem coi picture 1, hình số 1 này sẽ là a woman is watering vegetables. Câu số 2, hình số 2, picture 2, the children are swimming. Yes. Picture 3, a girl is collecting eggs. A girl is collecting eggs. Đấy. Một cô gái đang nhặt, tức là đang thu hoạch, là đang nhặt, đang lượm những quả trứng ha. Còn câu số 1 là một người phụ nữ đang tưới rau, đang tưới nước cho rau. Hình số 2 á thì là những cậu bé, những đứa bé, the children are swimming, đang bơi, các em biết rồi. Number 4, câu số 4. Số 4, picture 4, hình số 4. The women. Đây là một cái danh từ số nhiều bất quy tắc. Nó chữ women nó là số nhiều của chữ woman ha. Women ở đây là những người phụ nữ. Những người phụ nữ. The women are harvesting rice. Đang thu hoạch lúa. Number 5, câu số 5. Whereas here a man, một người đàn ông, is feeding the pig. Một người đàn ông đang cho lợn ăn, đang cho heo ăn ha. Rồi, feeding là cho ăn, nuôi nuôi nấng gì đó. Number 6, câu số 6. Yes, picture 6. A man, một người đàn ông, is plowing with his buffalo. Một người đàn ông đang cày bừa gì đó, cày với con trâu của anh ấy, con trâu của ông ấy ha. Number 7, số 7 nè, picture 7. Yes, a boy, một cậu bé, on a buffalo, trên con trâu, is flying a kite, đang thả diều, flying kite là thả diều ha, is flying a kite. Rồi, number 8, picture 8, câu số 8, hình số 8. The boys, những cậu bé, the boys are playing soccer, những cậu bé đang chơi bóng đá. Đấy, xong. Vậy là chúng ta đã nói hết những cái hoạt động ở okay, một số hoạt động ở miền quê trong bức tranh này mà tác giả đã đưa ra. Đấy. Chúng ta sẽ qua phần hai nhỏ nha. Listen and read. Cái này các em sẽ nghe máy đọc trước. Lát nữa cô sẽ đọc lại và dịch đoạn này cho các em. A trip to the countryside. Two. Listen and read. Pages 22 and 23. On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Hanoi. The village lies near the foot of a mountain and by a river.
Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village. Liz met Ba's family at his house early in the morning, and after 2 hours traveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack. After the meal, they started to walk into the village for about 30 minutes to visit Ba's uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the riverbank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents. I wish I could visit your village again someday, Liz told Ba. You'll always be welcome here, Liz, Ba replied. 2. Listen and read. Pages 22 and 23. On Sunday, Ba invited Liz to join his family on a day trip to his home village about 60 kilometers to the north of Hanoi. The village lies near the foot of a mountain and by a river. Many people go there on weekends to have a rest after a hard working week. The journey to the village is very interesting. People have the chance to travel between the green paddy fields and cross a small bamboo forest before they reach a big old banyan tree at the entrance to the village. Liz met Ba's family at his house early in the morning, and after 2 hours traveling by bus, they reached the big old tree. Everyone felt tired and hungry, so they sat down under the tree and had a snack. After the meal, they started to walk into the village for about 30 minutes to visit Ba's uncle. Then, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. In the afternoon, they went boating in the river and had a picnic on the riverbank before going home late in the evening. It was an enjoyable day. Liz took a lot of photos to show the trip to her parents. I wish I could visit your village again someday, Liz told Ba. You'll always be welcome here, Liz, Ba replied. Cô thấy họ đọc cũng khá là người đó cái đoạn thu âm ghi âm đó thì nó cũng được đọc được khá là rõ ràng ha và chậm và cũng đọc lại hai lần cho nên cô sẽ không đọc lại nữa nha. Và cô sẽ dịch và scan vào những cái từ vựng mà chúng ta cần lưu ý. On Sunday là vào ngày chủ nhật, Ba đã mời Liz invited, đã mời, người ta chia ở quá khứ đơn, invite, mời. Mình đã invited, mời, đã mời Liz tới nhà của anh ấy, mời Liz, Ba đã mời Liz tới nhà của anh ấy trong một chuyến đi một ngày tới. Ba đã mời Liz tham gia cùng với gia đình anh ấy trong cái chuyến đi một ngày tới nhà của anh ấy ở làng quê khoảng 60 km, cách 60 km từ Hà Nội, từ phía bắc về phía bắc của Hà Nội, và ngôi làng nằm ở chân núi, the foot of a mountain, chân núi, và một dòng sông, cạnh một dòng sông, by a river, cạnh một dòng sông. Nhiều người đã tới đây vào những ngày cuối tuần, đã tới đó vào những ngày cuối tuần để nghỉ ngơi sau một tuần làm việc vất vả. The journey, cái chặng đường to the village, cái chặng đường mà tới ngôi làng á, it's very interesting, rất là thú vị. The journey to the village, cái chặng đường mà tới ngôi làng rất là thú vị. People, người ta have the chance, cơ hội, có cơ hội
To travel between đi du lịch tức là đi thăm vị quan ha, travel đi giữa between the green những cái cánh đồng lúa xanh ngát and cross a small bamboo forest và một cánh rừng à, một khu rừng hay một cánh rừng tre nhỏ before they reach a big opinion trước khi họ tới một cái cây đa cổ thụ, cây đa cổ thụ, cây đa lớn bự mà còn già cổ nữa, gọi là cây đa cổ thụ. At the entrance ở cái chỗ the entrance to the village tức là cái lối đi vào làng thì mình gọi là cổng làng. Okay. Tiếp theo, Liz met Ba's family at his house early in the morning. Liz đã gặp gia đình của Ba ở nhà, tại nhà của cậu ấy vào buổi sáng sớm. And after 2 hours traveling by bus, sau 2 giờ đi bằng xe buýt, they reached the big old tree. Họ đã tới cái cây cổ thụ, cây đa cổ thụ đó. Everyone felt tired and hungry. Ai cũng thấy mệt và đói. So they sat down under the tree and had a snack ở dưới gốc cây và ăn một bữa ăn nhẹ. Had a snack, ăn một bữa ăn nhẹ. Sat down under the tree ha. After the meal, sau cái bữa trưa, sau cái bữa ăn đó, they started to walk into the village for about 30 minutes to visit Ba's uncle. Thì họ bắt đầu đi bộ vào làng khoảng 30 phút để tới thăm chú của Ba. Chú của Ba. Then, sau đó, they walked up the mountain to visit the shrine of a Vietnamese hero and enjoyed the fresh air there. Và họ đi bộ về hướng núi hả? Walk up là đi lên núi. Sorry các bạn. Đi bộ lên núi để viếng thăm cái đền thờ. Đền thờ shrine là đền thờ của những cái vị anh hùng Việt Nam, miếu thờ của những vị anh hùng Việt Nam, đền thờ của những vị anh hùng Việt Nam và tận hưởng cái bầu không khí trong lành ở đó. In the afternoon, đến buổi trưa, they went boating, họ chèo thuyền in the river, trên sông, and had a picnic on the river bank, và có một cái chuyến dã ngoại. Cái cuộc dã ngoại trên bờ sông. Picnic gọi là tiệc dã ngoại hả các em, tức là tiệc ở ngoài trời á, mình ăn uống ngoài trời luôn. On the river bank, trên bờ sông, before going home late in the evening, trước khi trở về nhà vào tối muộn. It was an enjoyable day. Thật là một ngày thú vị, rất vui ha, một ngày vui vẻ. Liz took a lot of photos. Liz đã chụp rất là nhiều hình to show the trip to her parents, để mà khoe với bố mẹ về chuyến đi của cô ấy ha. Khoe với bố mẹ về chuyến đi, bố mẹ cô ấy về chuyến đi. I wish I could visit your village again someday, told Ba. Liz đã nói với Ba rằng tôi ước gì tôi có thể tới viếng thăm làng của bạn một lần nữa vào một ngày nào đó. Thì Ba đã trả lời là you're always be welcome here. Bạn luôn luôn được chào đón ở đây, Liz à. Ok, vậy rồi xong bài đoạn dịch. Chúng ta làm bài tập true or false. Đúng hay là sai đây? Những cái lời tuyên bố này có nội dung đúng hay là sai? Check the boxes and correct the false sentences. Mình sẽ đánh dấu vào cái khung người ta cho sẵn này.
Nếu nó form thì đánh nó vào cột form, là to thì đánh vào cột to. Sau đó mình correct, tức là mình sửa những cái câu mà nó bị sai thông tin ha. Form sentences, correct the form sentences. First, câu thứ nhất, Ba and his family had a two-day trip to their home village. Câu này là form bởi vì nó là chuyến đi một ngày chứ không phải là hai ngày ha. Sai chỗ này. Today thì nó là a day, một ngày thôi. Number 2, con số 2. Many people like going there for their weekends. Nhiều người thích tới đây để nghỉ vào những ngày cuối tuần. Cái này là 2, right? Câu số 3. There is a small bamboo forest at the entrance to the village. Có một cái khu rừng tre nhỏ ở ngay trước cái cổng làng, trước cổng làng. No. No. Phone. Tại sao các bạn? Bởi vì người trên đoạn văn họ nói là there is a big old banyan. 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 Tree. Big old banyan tree. Tức là một cái cây đa cổ thụ at the entrance to the village, trước cái cổng làng, chứ không phải là a small bamboo ha. A small bamboo forest trước đó nữa kìa. Rồi mới tới cổng, rồi tới cái cây cổ thụ, rồi mình mới tới cổng làng, trước cổng làng. Number 4. Câu số 4. Liz had a snack at the house of Ba's uncle. No. Họ có cái bữa ăn nhẹ ở đâu? Sat down under the tree ha. Sat down under the tree. Đó, câu số 4 chúng ta sẽ sửa như thế này. Correct it. Everyone had a snack under the pecan tree. Tất cả mọi người á, thì có một cái bữa ăn nhẹ ở dưới cái gốc cây đa. Number 5. There is a shrine on the mountain near Bath Village. Có một cái miếu thờ, một cái đền thờ ở trên núi gần làng, gần ngôi làng của chú, gần ngôi làng của ba. Yes. Họ đi lên núi và thăm cái miếu thờ của những vị anh hùng Việt Nam, đúng không? Yes. Number 6. Everyone had a picnic on the mountain. No, false. Chúng ta sẽ sửa là everyone had a picnic on the river bank, trên dòng sông, bên bờ sông nha các em. Everyone had a picnic on the river bank, trên bờ sông. Number 7, câu số 7. Everyone left the village late in the evening. Mọi người rời khỏi ngôi làng vào khá là trễ, vào buổi tối ha. Rất là vào buổi tối muộn. Yes, cái này true. Number 8. Liz had a videotape to show the trip to her parents. No, phone. She took a lot of picture, not video, right? Câu 8 các em sửa thành Liz took a lot of photos to show the trip to her parents, huh? Not videotapes, it's photos, huh? Không phải là cái băng ghi hình mà nó là những tấm ảnh. Number 9, câu số 9, 9. Liz wants to go there again. Liz muốn trở lại đây lần nữa. Yes, it's true. Khi chúng ta qua phần B, answer, cô sẽ trả lời cho các em luôn ha. Và cô sẽ giải thích câu thứ nhất. Họ hỏi where is Ba's village? Cái làng của ba là ở đâu? Yes, ngay trong cái đoạn này chúng ta đã thấy ha. Nó cách Hà Nội, nó cách 60 km về phía bắc Hà Nội. Yes, vậy chúng ta sẽ trả lời là it's about 60 kilometers to the north of Hà Nội. Câu số 2. How did Ba and his family get to the village? Ba và gia đình của cậu ấy đã đến làng bằng cái gì, bằng cách nào? Thì là Ba and his family got to the village by bus, bằng xe buýt. Ok. Câu số 4. Câu số 3 của các em. Where is the pecan tree? Không nhớ đọc cái chữ này, sorry các em. Pecan, pecan. Có thấy
có chỗ nó phiên âm là benzen, benzen, có chỗ thì nó là benzen, benzen, không? Có đọc là benzen nha, có đọc là benzen nha. Where is the benzen tree? Có một cái cây đa ở đâu? Cái cây đa đó ở đâu? The benzen tree is at the entrance to the village. Cây đa đó ở ngay cổng làng. Chúng ta sẽ đọc là benzen ha. The banyan tree is at the entrance to the village. Cái cây đa đó ở ngay cổng làng. Câu số 4. What did they see on the mountain? Họ thấy gì ở trên núi? They saw the shrine of a Vietnamese hero on the mountain. Họ thấy cái miếu thờ những vị anh hùng Việt Nam ở trên núi. Câu số 5. Where did they have their picnic? Họ có chuyến, có tiệc, cái tiệc dã ngoại á, ở đâu? They had their picnic on the river bank, trên bờ sông. Cái này chúng ta làm ở trên đó rồi, sửa trên này rồi này, trên bài tập A này. Câu số 6. What did Liz to do to show the trip to her parents? She took a lot of photos to show the trip to her parents. Đấy, câu số 7 nè. What does Liz wish? Liz ước cái gì? She wishes she could visit Ba's village again someday. Cô ấy ước cô ấy có thể viếng thăm ngôi làng của ba một lần nữa vào ngày nào đó. Ok các em, chúng ta xong phần listen and read. Hình như cô dạy bài này hơi lâu thì phải. Chúng ta sẽ sang video khác mới học về phần speak nha. Ok, goodbye. See you later.